Rồi em xin kính chào quý anh chị luôn nha. Đó, thì dây số hiện giờ này cũng khoảng 4 giờ rưỡi rồi. Đó, thì số đã đi trả rồi. Số chủ nhật công tâm ngày hôm nay trả rồi. Bây giờ anh chị bây giờ Phú Yên nè, thứ hai ngày 2 tháng 10 nha anh chị. Đó, 2 tháng 10. Rồi. 040241. 055163. À, Phú Yên anh chị. Thứ hai nha. 086081. 009408. 040244. 028326. 009405. 028323. 086088. 055160. Rồi đó là Phú Yên anh chị, còn thừa Thiên Huế đúng không nha. 058218. 019645. Đó, 019645. Rồi anh chị. Rồi, hôm nay em chưa có nhiều số thôi. Đó thì anh chị nào ở gần khu vực nơi mà em bán số, quốc lộ 24B, đường 2 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Anh chị lấy số. Đó. Trước giờ 5 giờ 20 còn tốt. 0968634712, số điện thoại liên lạc giữ số và số Zalo luôn. Ngân hàng Adibank 4512205273226. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video. À, đã dành thời gian xem video của em. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài. À, chiều hôm nay cũng như là ngày mai. Đó, thì em quay số lại là quay cho ngày mai nha anh chị. À, hôm nay bây giờ em quay đây thì có lẽ em sẽ đưa cái video này chắc khoảng là 5 giờ 20 phút hoặc là 5 giờ hoặc 7 giờ em sẽ đưa. Rồi, nha anh chị. 7 giờ tối nay em sẽ đưa cái video này. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha.